Sau một ngày họp xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc đã có thông tin chính thức tới báo chí. Cụ thể, hội đồng tiếp tục yêu cầu Nanocovax bổ sung cập nhật thêm một số nội dung. Cụ thể, hội đồng yêu cầu đơn vị nghiên cứu và phát triển vaccine Nanocovax bổ sung cập nhật thêm dữ liệu an toàn cho toàn bộ đối tượng đã được tiêm ít nhất một liều vaccine tới thời điểm hiện tại. Về tính sinh miễn dịch, bổ sung cập nhật dữ liệu đánh giá tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới, đồng thời phân tích về mối liên quan giữa tính sinh miễn dịch của vaccine và hiệu quả bảo vệ tối thiểu 50% dựa trên các dữ liệu y văn. Sau khi bổ sung hồ sơ, Hội đồng Đạo đức và Hội đồng Tư vấn sẽ tiếp tục xem xét và thẩm định kết quả nghiên cứu của vaccine Nanocovax.